Theo kế hoạch thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên sẽ tiến hành việc chạy thử toàn tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành đi qua 14 nhà ga, trong đó thì có 11 nhà ga trên cao và 3 nhà ga ngầm để đến ga Suối Tiên rồi sau đó quay trở lại điểm xuất phát. Hiện nhà thầu đang chia ngày làm việc ra hai giai đoạn, trong đó thì ca ngày dành cho công trường để thực hiện các công việc lắp đặt và thử nghiệm. Ca đêm sẽ dành cho công tác nâng hạ vật tư và chạy thử nghiệm tàu. Nhà thầu đã tiến hành thử nghiệm toàn tuyến cho tất cả 17 đoàn tàu của dự án. Phía nhà thầu cũng cho biết là để đảm bảo an toàn trong trường hợp khẩn cấp tại đường hầm, số lượng hành khách tham gia trình diễn tàu metro sẽ được giới hạn nghiêm ngặt ở mức tối đa 20 người. Dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên gồm 17 đoàn tàu, trong đó thì mỗi đoàn tàu gồm 3 toa dài 61,5m. Theo tốc độ tối đa được thiết kế thì đoạn trên cao sẽ được phép chạy là 110 km/h và đoạn ngầm sẽ được chạy với tốc độ tối đa là 80 km/h. Việc chạy thử toàn tuyến lần này sẽ góp phần tiến gần hơn tới việc đưa vào khai thác thương mại tuyến metro số 1.